Xin chào tất cả các bạn đã xem video tại kênh YouTube chính thức của Doseco, nơi chia sẻ kiến thức và review các sản phẩm đồng hồ chính hãng. Hôm nay Doseco xin giới thiệu tất cả anh em mẫu đồng hồ cơ tự động thuộc phân khúc cao cấp dành cho nam đến từ thương hiệu đồng hồ hàng đầu Nhật Bản Orion. Đây là mẫu đồng hồ có thiết kế khá là hầm hố và nam tính, nhưng lại mang một cái tên rất đáng yêu, Orion mặt cười. Vậy đâu lý do để khiến cho nó có cái tên kỳ lạ như vậy? Bây giờ mình sẽ đi chi tiết về mẫu đồng hồ này để cho anh em cùng chiêm ngưỡng. Mẫu đồng hồ mình đang có ở đây là mẫu Orion Star có mã là SDK05002B0. Nó sở hữu cửa mặt tròn với mặt đầu trơn màu đen khởi khoắn. Điều này cũng khiến cho cái ánh kim loại của phần thép không dỉ 316N của toàn bộ phần nội xương, kim cọc số và trái tim open heart càng trở nên nổi bật. Mặt đầu được thiết kế kiểu mặt hai bậc với phần đứng ngoài cùng là vành chỉ thị số phút bằng số analog kiểu thể thao trẻ trung. Mặt đầu phía dưới với ngoài cùng tiếp tục là các cái vạch kính phút giúp cho anh em để xem giờ một cách chính xác hơn. Ở đầu mẫu cọc số là các chấm tròn dọa quang kết hợp với phần kim dọa quang thì anh em có thể xem giờ buổi tối một cách dễ dàng. Nó sở hữu phần cọc số hình tham vắt cạnh đánh bóng và phần mặt số thì được mài sắc mờ giúp cho cái phần cọc số này được bật và phát sáng ở các góc nhìn khác nhau. Riêng ở vị trí 12 giờ là cọc số La Mã giúp tăng cái sự cổ điển và giúp cho phần cọc số không còn cảm giác đơn điệu. Ở vị trí góc 9 giờ này, trái tim cỗ máy được làm lộ ra với viên đá hồng ngọc nhân tạo cùng một chuyển động nhịp nhàng có cấu bên trong nhìn rất là cuốn hút. Ở vị trí 12 giờ là phần kim báo năng lượng giúp anh em có thể biết được mức năng lượng dự trữ của cỗ máy rất là tiện lợi. Anh em có thể hoàn toàn chủ động trong việc bổ sung năng lượng cho nó khi cần thiết mà không lo đồng hồ bị hết năng lượng. Tốt nhất là anh em không nên để mức năng lượng dự trữ dưới 20 giờ để đảm bảo cho cỗ máy hoạt động liên tục. Phía góc 6 giờ là một sắc đồ tính dây kiểu kim rốn được thiết kế với cái ánh thép sáng bóng nổi bật. Thiết kế này thì giúp tăng cái sự cổ điển cho đồng hồ, nhưng một phần lại làm tăng sự hầm hố trẻ trung của mặt dial. Đây là mẫu không có lịch thứ ngày, ở phía góc 3 giờ là biểu tượng chữ S đặc trưng cho dòng Orion Star cùng với dòng chữ Orion Star Automatic cho chúng ta biết về cỗ máy mà nó sử dụng là cỗ máy cơ tự động. Lý do mẫu đồng hồ này mang cái tên đáng yêu Orion mặt cười hay Orion mặt hề có lẽ đến từ với phần độ máy ở phần cánh cung kéo dài từ 4 giờ tới phần hở tim và vùng hình quạt góc 2 giờ. Quan sát tinh tế thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trông nó giống như một khuôn mặt của chú hề đang tươi cười và nháy mắt với một mắt lớn chính là trái tim open heart ở góc 9 giờ và một mắt mở nhỏ hơn ở vị trí máy hình quạt góc 2 giờ. Phải công nhận các nhà thiết kế của Orion đã rất khéo léo và tài tình với cái ý tưởng thú vị này. Có lẽ đây cũng là điểm khác biệt và nổi bật khiến cho mẫu đồng hồ này được rất nhiều anh em lựa chọn. Phần kim giờ và kim phút thì được thiết kế kiểu kim bút chì lớn khỏe khoắn. Tổng quan về thiết kế của mặt đồng hồ này thì mình đánh giá đây là mẫu đồng hồ thể hiện sự trẻ trung và nam tính, nó phù hợp với những anh em yêu thích sự mới lạ, phong cách thời trang khỏe khoắn. Về phần mặt kính thì nó sở hữu kính phẳng làm bằng kính sapphire nguyên khối, phủ chống nóa cao cấp nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm về độ chịu xước của phần mặt kính này. Tuy nhiên anh em cũng cần lưu ý không nên sử dụng các cái vật cứng sapphire như là kim cương hoặc là dao cắt kính để thử độ cứng. Phía cạnh bên góc 3 giờ là đúng vận chỉnh được khắc biểu tượng chữ S quen thuộc dòng Orion Star. Phần viền cạnh máy được mài sắc mờ tỉ mỉ, mịn và đẹp mắt. Với thiết kế đánh mờ này thì giúp cho phần máy nhìn góc cạnh khỏe khoắn hơn và quan trọng là sẽ khiến cho máy khó bị nổ các vết sức nhỏ sau thời gian sử dụng. Nó kích thước mặt là 41mm, bề dày là 12mm, khoảng cách nắp nút nắp là 47mm nên là khá dễ đeo cho anh em. Nó sẽ phù hợp với những anh em có chu vi cổ tay từ 15,5 cho đến 17,5cm. Theo mình thì đẹp nhất sẽ là 16,5cm như cổ tay mình. Bây giờ thì mình sẽ lên tay cho anh em cùng quan sát. Với kích thước cổ tay là 15,6cm của mình thì mẫu này đeo thấy rất là ôm tay, vừa vặn và cân đối. Về phần máy, mẫu SDK05002B0 có mã kết là DK05C0B. Với ký hiệu DK thì cho ta biết cỗ máy nó sử dụng là cỗ máy caliber 40S với 24 chân kính, tần số dao động là 21.600 lần giờ. Nó có sở hữu tính năng liên cốt tay hay winding giúp anh em có thể bù quát cho cỗ máy rất tiện lợi và tính năng dừng kim dây hacking stop giúp anh em có thể chỉnh giờ một cách chính xác hơn. Thêm vào đó nó còn sở hữu cái độ chịu nước khá là lý tưởng 100m. Với thông số này anh em hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trong thường ngày như đi mưa và rửa tay. Mặc dù theo lý thuyết với độ chịu nước này các anh em có thể bơi nội nhẹ được, nhưng với một cỗ máy cơ phức tạp và kiểu núm rút rất là dễ bị tác động bật ra thì anh em tuyệt đối không nên đeo đi bơi hoặc tham gia các hoạt động thể thao mạnh. Về phần dây, mẫu Orion Star SDK05002B0 sử dụng dây thép đúc làm bằng thép không dỉ 316N
Về giải 3 mắt dây kiểu Oyster bắt cạnh khởi khoắn, quen thuộc thường thấy ở trên đồng hồ. Bề mặt các mắt dây được máy sức mờ giúp cho phần dây này không bị cũ đi do những vết sức nhỏ trong thời gian sử dụng. Kết hợp với hai giải dây để mi bạc đánh bóng thì khiến cho dây trở nên lấp lánh và có điểm nhấn, tạo cảm giác sang trọng. Hero sở hữu khóa cập bằng thép đúc chắc chắn. Ở phía trên và mặt khóa chúng ta tiếp tục bắt gặp biểu tượng chữ S đặc trưng của dòng Urea Star. Phần thanh gập và mặt khóa đều được máy sức mờ tỉ mỉ với độ hoàn thiện cao và nhìn đẹp mắt. Trên đây là video review sản phẩm đồng hồ cao cấp Urea Star SDK050002B0 của Luxico. Đây là một sản phẩm mới với mức giá và hiện tại Luxico là 98 triệu đồng bằng khoảng 62% mức giá mà hãng niêm yết, cùng chính sách bảo hành 2 năm và nhiều chính sách ưu đãi thú vị khác. Luxico cam kết tất cả các sản phẩm bán ra đều là các sản phẩm chính hãng, anh em có thể mang đi kiểm định tại tất cả các trung tâm uy tín. Nếu phát hiện hàng fake, Luxico xin hoàn tiền 100% cho anh em. Các anh em nghĩ sao về sản phẩm này? Để mua sản phẩm này thì anh em có thể gọi số hotline mình để trong video hoặc tới mua trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng mình để dưới phần mô tả. Nếu các bạn thấy thích hoặc thấy video hữu ích, vui lòng hãy like và share video cho những người bạn của mình. Và đừng quên để lại comment ý kiến của các bạn về sản phẩm này. Để không bỏ sót những video thú vị khác của Luxico, các bạn vui lòng bấm nút đăng ký kênh. Video của Luxico xin đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Chào tạm biệt.